Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Iran chất tên lửa lên tàu, phát động nguy cơ chiến tranh với Mỹ lo ngại Iran chuẩn bị tấn công các mục tiêu Mỹ ở Trung Đông đã được chia sẻ bằng một loạt ảnh cho thấy các tên lửa được chất lên tàu của Iran ở vịnh Bessis. Lực lượng báo quân sự Iran bị phát hiện chất vũ khí lên các tàu nhỏ giữa những lo ngại rằng vệ binh cách mạng Iran sẽ dùng chúng để bắn vào các tàu hải quân Mỹ. Thông tin tình báo bổ sung cho hay, các mối đe dọa với tàu thương mại và lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn có thể đánh quân Mỹ ở Iraq sẽ diễn ra đồng thời khiến Mỹ tin rằng một cuộc tấn công từ phía Iran là sắp xảy ra. Theo một nguồn tin của Washington Times, Iran đã chuyển rocket tức tên lửa tới những địa điểm mà căn cứ Mỹ nằm trong tầm ngắm của nó. Việc Mỹ cảnh báo về một mối đe dọa chống lại lực lượng của nước này ở Trung Đông đã khiến căng thẳng trên toàn khu vực tăng cao cả nước Ả Rập gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iran khẳng định họ đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dù không mong muốn nó xảy ra. Giữa lúc khủng hoảng leo thang ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út đã trực tiếp đổ lỗi cho Iran ra lệnh tấn công đường ống dẫn dầu của nước này bằng máy bay không người lái hôm 14 tháng 5. Phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Ngày 16 tháng 5, ba nguồn tin an ninh nói với báo The New York Times rằng ảnh chụp tên lửa được đưa lên các con tàu ở vịnh Basis cho thấy mối đe dọa mới từ Iran khiến Mỹ phải sơ tán đại sứ quán. Đội ngũ cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, đã coi mối đe dọa trên là đặc biệt nghiêm trọng, nên đã yêu cầu rút toàn bộ những nhân viên sứ quán không cần thiết khỏi Iraq và việc này đã hoàn tất. Trước đó, vệ binh cách mạng Iran cho biết lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với kẻ thù. tuyên bố này được bộ trưởng quốc phòng Iran, Amir Hatami tái khẳng định khi nói Iran sẽ đánh bại Mỹ trong bất cứ cuộc đối đầu quân sự nào. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Venezuela lên án Mỹ xâm phạm đại sứ quán tại Washington. Ngày 16 tháng 5, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã phản đối và lên án việc cảnh sát Mỹ xâm phạm khu đại sứ quán nước này tại Washington, bắt giữ bốn nhà hoạt động đang ở trong và bảo vệ tòa nhà này. Theo trang tin tức của kênh truyền hình Telesur, phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro nhấn mạnh hành động giới chức an ninh Mỹ đi ngược lại công ước Vienna, quyền quốc tế, không thể xâm phạm nơi các cơ quan đại diện ngoại giao. Ông Maduro cho rằng việc xâm phạm đại sứ quán Venezuela tại Washington và bắt giữ một số nhà hoạt động có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan này là hoạt động tàn bạo và bất hợp pháp. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời chỉ thị ngoại trưởng nước này, Jorge Ariza và đại sứ Venezuela tại Liên hiệp quốc đưa sự việc trên ra các tổ chức quốc tế. Cùng ngày, ngoại trưởng Ariza tuyên bố Caracas đang xem xét các biện pháp đáp trả hành động trên của Mỹ trong khuôn khổ hiến chương Liên hiệp quốc dựa trên nguyên tắc có qua có lại. Trước đó cùng ngày, một nhóm cảnh sát Mỹ có trang bị vũ khí đã xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà đại sứ quán Venezuela tại Washington, bắt giữ bốn nhà hoạt động đang ở đây. Những nhà hoạt động này thuộc nhóm bảo vệ đại sứ quán đã ở trong đại sứ quán Venezuela kể từ khi Caracas và Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao từ tháng Giêng vừa qua và có nhiệm vụ bảo vệ tòa nhà này nhằm ngăn chặn Mỹ và phe đối lập Venezuela chiếm giữ. Thưa quý vị, Mỹ cảnh báo về sức mạnh của Hải quân Trung Quốc trong kế hoạch thu hồi Đài Loan. Trong 10 năm tới, Hải quân Trung Quốc sẽ có 650 tàu chiến có thể bao vây Biển Đông và Biển Hoa Đông, không cho Mỹ có quyền đưa quân đến bảo vệ Đài Loan, là lời báo động của một cựu quan chức tình báo Mỹ. Báo Washington Times ngày 15 tháng 5 dẫn lời cựu đại quý hải quân Mỹ James Fano, người từng chỉ huy các hoạt động tình báo của Bộ Chỉ huy lính Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho đến khi nghỉ hưu hồi năm 2015, Bắc Kinh đã qua mặt Mỹ trong khâu đóng tàu chiến. Với tỷ lệ, Mỹ có một chiếc thì Trung Quốc có bốn chiếc, kể từ năm 2015 đến năm 2018. Với tỷ lệ này, đến năm 2030 thì Trung Quốc có 450 tàu chiến và 110 tàu ngầm, một lực lượng đủ lớn để thống trị các vùng biển trong và quanh eo biển Đài Loan, một tiền đề cho bất kỳ nỗ lực nào của Bắc Kinh trong việc thu hồi Đài Loan. Đại quý Fanel Nói rằng nếu mục tiêu của Trung Quốc là chiếm Đài Loan, họ sẽ phải có khả năng hoạt động tự do ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, phía Nam Nhật Bản và nếu PLAN có 560 tàu chiến và tàu ngầm trong 10 năm tới, họ sẽ có đủ sức mạnh hải quân ở khắp Biển Đông và Biển Hoa Đông để khóa chặt các tuyến tăng viện trợ quân sự của Mỹ và đồng minh. Ông nhấn mạnh Bằng cách bao vây Biển Đông, các tài sản Mỹ ở Philippines, Việt Nam và các nơi khác sẽ không thể đến eo biển Đài Loan từ phía Nam trong một sự cố tấn công. Tương tự, hải quân Mỹ và đồng minh ở Nhật và ở các căn cứ ở phía Bắc sẽ không thể đi qua biển Hoa Đông để đến eo biển Đài Loan. Một trong phát biểu ngày 2 tháng 1 năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh hải ngoại cần sát nhập về Hoa Lục nếu cần thiết thì sử dụng vũ lực. Từ khi bà Thái Anh Văn trở thành nhà lãnh đạo Đài Loan năm 2016, Bắc Kinh đã tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan. Bà Thái thuộc đảng Dân Tiến đòi độc lập khỏi Trung Quốc. So với số liệu của đại quý nào báo cáo của Ngũ Giác Đài về sự phát triển quân sự an ninh của Trung Quốc trong năm 2019 đã nêu sự phát triển của quân đội Trung Quốc ở cấp độ nhỏ hơn. Báo cáo trình quốc hội Mỹ ngày 3 tháng 5 nêu ra khả năng Bắc Kinh dùng vũ lực thống nhất Đài Loan, đồng thời tìm cách trì quản, ngăn chặn bên thứ ba nhảy vào can thiệp. Báo cáo này đề cập Bắc Kinh có nhiều lựa chọn, gồm bao vây eo biển Đài Loan để cắt dòng hàng hóa nhập khẩu vào Đài Loan hoặc tấn công tên lửa và chiếm các đảo Quy Môi và Matsu, Trung Quốc gọi là đảo Kim Môn và Mã Tổ. Theo báo cáo, một cuộc tấn công tên lửa cùng các cuộc đánh bom nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng liên lạc và quân sự của Đài Loan trong khi một cuộc tấn công đổ bộ tổng lực có thể phát động ở phía Nam hoặc phía Bắc, dòng vùng biển phía Tây của Đài Loan. Báo cáo viết, Trung Quốc có thể tấn công tên lửa và không kích, chính xác vào hệ thống phòng không, các căn cứ không quân, trạm radar, tên lửa, tài sản không gian và các cơ sở liên lạc nhằm làm suy yếu khả năng phòng vệ của Đài Loan, cô lập lãnh đạo Đài Loan hoặc bẻ gãy ý chí của dân Đài Loan. Báo cáo còn nêu các lợi thế của Đài Loan tiếp tục suy giảm do có những vấn đề đáng kể trong khâu tuyển quân đối mặt với những thách thức về khả năng sẵn sàng chiến đấu và thiếu phương tiện vũ khí còn quân trung quốc đã được hiện đại quá các nhà phân tích viết trong báo cáo bắc kinh đã nhanh chóng thay thế các tàu chiến cũ bằng những phương tiện chiến đấu đa năng và lớn hơn cùng các thiết bị cảm ứng và vũ khí chống hạm chống ngầm và phòng không gần đây ảnh vệ tinh chụp các xưởng đóng tàu trung quốc cho thấy nước này đang đóng tàu sân bay thứ ba ở Thượng Hải. Các quan chức Trung Quốc gọi nó là Type 002. Các nhà phân tích nói, chiếc này nhỏ hơn các tàu sân bay Mỹ có thể thực hiện chiến tranh ở vùng biển châu Á-Thái Bình Dương. Khi hải quân Mỹ tính phục hồi một hạm đội 350 tàu, đại quý Fennell cũng khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ kiểm soát tất cả các tuyến hàng hải quốc tế ở Thái Bình Dương đến năm 2049 sẽ chiếm đoạt sức mạnh thống trị toàn cầu của hải quân Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Mỹ không muốn chiến tranh với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cố vấn cấp cao rằng ông không muốn nước Mỹ phải dính vào cuộc chiến tranh với Iran trong bối cảnh quan hệ hai nước ngày một căng thẳng. Tiết lộ trên được báo New York Times dẫn lại từ các quan chức Mỹ giấu tên ngày 16 tháng 5, tuyên bố này được ông Trump đưa ra khi phát biểu trước Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và các cố vấn khác của mình trong cuộc họp hôm 15 tháng 5. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ bảo vệ các lợi ích của Washington trong khu vực. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa bối cảnh cơ quan tình báo Mỹ cho biết Iran đã triển khai tên lửa lên các tàu nhỏ ở Vịnh Ba Tư, gây đồn đoán về khả năng Tehran tổ chức tấn công nhằm vào các binh sĩ và tài sản của Mỹ trong khu vực. Ngày 16 tháng 5. Trong chuyến thăm của Tổng thống Thụy Sĩ, Uli Maurer, khi được hỏi liệu Mỹ muốn đi tới kịch bản chiến tranh với Iran hay không, ông Trump cũng trả lời báo giới rằng tôi hy vọng là không. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tìm cách nói để giảm mức độ nghiêm trọng của các báo cáo, cho biết rằng hai trợ lý của ông, gồm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đang thúc đẩy một cuộc chiến với Iran. Tổng thống Trump tin rằng Iran sẽ muốn đối thoại sớm. Tuy nhiên, ông thừa nhận, hy vọng về khả năng Iran đối thoại nhằm tạo ra một bước đột phá trong nay mai dường như không khả thi. Trong khi đó, phát biểu từ Tokyo trong chuyến thăm tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Mohammad Javad Rajiv của Iran nói rằng sẽ không có khả năng diễn ra các cuộc thảo luận với chính quyền ông Trump để giảm căng thẳng. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trong những ngày gần đây với cuộc khẩu chiến và các báo cáo về việc triển khai quân sự của hai bên Đầu tuần này, Mỹ đã rút một số nhân viên ngoại giao khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Iraq, theo sau các vụ tấn công phá hoại nhằm vào bốn tàu vận tải ở vùng Vịnh. Tổng thống đã nêu rõ là Mỹ không muốn xảy ra một cuộc xung đột quân sự với Iran và ông cũng sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, lựa chọn mặc định của Iran trong 40 năm qua là dùng bạo lực và do đó chúng tôi sẽ bảo vệ các quân nhân cùng lợi ích của Mỹ trong khu vực người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia tòa bạch ốc Chris Marks nhấn mạnh. Thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối cùng. Đề xuất nhập cư mới của ông Trump ưu tiên kỹ năng hơn đoàn tụ gia đình. Hôm nay ngày 16 tháng 5 giờ Mỹ, tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố đề xuất quy định mới thay đổi hệ thống nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình sang nhập cư dựa vào ngành nghề và công việc. Trong buổi họp báo trước khi ông Trump công bố bản dự thảo, các quan chức thuộc Đảng Cộng hòa cho biết, Mỹ có thể xây dựng hệ thống tích điểm dành cho các đối tượng đăng ký trở thành công dân nước này. CNBC ngày 15 tháng 5 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ lấy câu nói nổi tiếng trong Alice in the Wonderland mô tả mục đích của kế hoạch này như sau: "Nếu bạn không biết mình đi đâu thì bạn đi con đường nào cũng vô nghĩa. Cụ thể, Mỹ sẽ xem xét trình độ học vấn nghề nghiệp và cả khả năng tạo ra việc làm của đối tượng, thay vì chỉ xem xét nhập cư theo diện có người thân, gia đình là công dân Mỹ như trước đây. Ngoài các hồ sơ cơ bản như khám sức khỏe và lịch sử phạm tội, người nộp đơn sẽ được cộng điểm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm tuổi tác, khả năng sử dụng tiếng Anh, có việc làm hoặc có một khoản đầu tư hay khả năng tạo ra việc làm tại Mỹ. Bên cạnh đó, các chứng chỉ nghề và đào tạo cũng sẽ được xem xét. Theo CNBC, mục tiêu của đề xuất này là nhằm chọn lọc những cá nhân nhập cư có cơ hội thành công tốt nhất khi đến mỹ các quan chức trong buổi họp báo cho biết rằng người trẻ thường có khả năng hòa nhập tốt hơn và có thể giao tiếp bằng tiếng anh chính phủ mỹ cũng có thể ưu tiên nhập cư đối với các nghề chuyên môn nước mỹ đang cần nhân lực đặc biệt là thu hút những nhân tài những học sinh xuất chúng cũng nằm trong diện xem xét nhân tài đây là những người đã và đang học tập tại mỹ bằng học bổng do nơi đào tạo cung cấp Tuy nhiên, bản kế hoạch này không đề cập tới các xử lý những trường hợp nhập cư không giấy tờ đang sinh sống ở Mỹ. Kế hoạch mới cũng không nhắc đến cách xử lý các chủ doanh nghiệp thuê mướn những đối tượng này để làm nhân công giá rẻ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra, số phận của chương trình DACA, tức chương trình quyết định hoãn dành cho trẻ em vào Mỹ, cũng không được nhắc tới. Những trẻ em được đưa đến Mỹ theo con đường bất hợp pháp là đối tượng được DACA bảo vệ. Những đứa trẻ này thường được gọi với cụm từ Dreamer, những người mơ mộng. Theo các quan chức, kế hoạch này có thể tăng GDP của Mỹ hàng năm lên trăm trong 10 năm, cộng thêm 500 tỷ USD vào doanh thu thuế, cũng như giảm chi tiêu cho các chương trình an sinh xã hội khoảng 100 tỷ đô la. Ngày 14 tháng 5, Cố vấn cao cấp Jared Kushner, đồng thời là con rể ông Trump, đã đề xuất bản kế hoạch này lên các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại đòi Capitol. Bản kế hoạch được cho là sẽ giúp phe Cộng hòa đàm phán cùng phía Dân Chủ. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống xét nhập cư mới, Dự thảo còn đề cập tới kế hoạch xây dựng tường biên giới và các hoạt động tài chính ở biên giới. Các quan chức lưu ý rằng đây mới chỉ là đề xuất, chưa chắc sẽ trở thành luật. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.